Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Đại Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày tháng vừa qua phải nói rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục và tiếp nhận một thông tin một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép chào chị gái. Dạ, chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Mình tên Nguyễn Thị Nga. Chị Nga đang ở đâu? Mình đang ở Trân Thành. Trân Thành, Bình Phước à? Đúng rồi. Dạ. Chị Nga nhiêu tuổi rồi? Năm nay 50 ạ. Dạ. Chị hôm nay từ Trân Thành, Bình Phước về đây nhờ anh em về Trinh Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy chị? Tìm con gái ạ. Dạ. Chị chẳng biết là con gái chị họ tên là gì? Con gái mình tên là Nguyễn Thị Kiều Anh. Nguyễn Thị Kiều Anh. Sinh năm 1996. 96 là 27 tuổi. Dạ. Phải không? Dạ. Con gái chị có chồng chưa? Dạ cháu có rồi, cháu ly hôn ạ. Có rồi, ly hôn. Ly hôn lâu chưa chị? Cháu ly hôn này được 3 năm. Dạ. Rồi chị cho biết là con gái chị trước cái thời điểm bỏ nhà đi hoặc mất tích là con gái chị làm công việc gì và ở đâu? Cháu cao đẳng ra trường làm kế toán ở phòng khám Tâm Đức, nhưng mà cháu xin đi học thẩm mỹ với mẹ không đồng ý, nghĩa là cháu với mẹ có giận nhau thôi. Nhưng mà sau thời gian dài cháu bị mất tích luôn, không liên lạc được vào thuê bao, tất cả mọi bạn bè không ai liên lạc được nữa. Mà nay là 18 tháng. 18 tháng? Dạ. Trong 18 tháng gia đình chị đã tìm con ở những đâu rồi? Dạ không, chưa đi tìm, tại vì cứ nghĩ là cháu buồn gia đình thì cháu tắt máy thôi chứ không nghĩ là cháu mất tích. Ồ, sao lại buồn gì buồn tới 18 tháng? Nghĩa là kiểu như là cháu gửi đứa con trai cho bà mẹ nuôi nên là cho chị. Cho chị, nên là mẹ thì bắt cháu là đem con về. Lại không cho cháu đi học làm đẹp. Nên là sợ là cháu sợ đón con về thì cháu tắt máy thôi. Nhưng mà không ngờ bây giờ tìm hiểu ra là cháu làm căn cước từ tháng 12 năm 2022. Bây giờ từ lúc làm căn cước xong là không liên lạc với bất kỳ được một ai. Nhưng mà làm căn cước chưa? Làm rồi. Năm tháng 12 năm 2022. Là đến giờ phút bao nhiêu tháng chị? Nay là 11 tháng. Mà mất tích 18 tháng. Có nghĩa là mất tích xong vẫn đi làm căn cước. Đúng rồi. Nhưng mà chị không biết. Đúng rồi. À, đến giờ phút này còn cái lúc mà không chưa làm căn cước là cháu vẫn còn ở Đồng Xoài. À. Nhưng từ khi cháu làm căn cước xong là mất tích. Dạ. Chị có biết là thông tin con chị ra đang ở đâu không? Bữa trước cháu ở Đồng Xoài, cháu học thẩm mỹ ở bên Phú Riềng. Nhưng mà sau thời gian đó chị nghe cháu nói cháu đi về Sài Gòn. Nhà cháu chỉ nhắn tin một câu là mẹ coi như con đã chết. Ồ. Mẹ nuôi cháu có sao mẹ nuôi vậy. Là từ đó không liên lạc được cháu nữa, chỉ sợ cháu gặp sự cố gì thôi. Chứ cháu là người có ăn có học, cháu cũng rất là cầu tiến. Vậy là chị có nghi ngờ là hay là do gia đình mình ngăn cản, nó không muốn cho con đi thẩm mỹ hay là đi làm những vấn đề khác? Chị vì vậy không nên cho nào? Cháu đi học thẩm mỹ thôi. Ừ. Chứ nói chung không có cái chuyện gì nặng nhẹ với cháu mà cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ đe cháu trả con cho cháu thôi. Tại vì cái nghề đó nó không được suôn sẻ cho lắm nên không muốn cho cháu học. Yeah. Thì nghĩ cháu sợ trả con lúc đấy thì cháu tắt điện thoại thôi, nhưng mà về sau này càng ngày càng mất tâm không liên lạc được nữa. Yeah. Đến giờ phút này là cháu ngoại chị mấy tuổi rồi? Cháu được 4 tuổi. 4 tuổi. Trong 4 tuổi là 18 tháng vừa qua là hoàn toàn cháu ngoại chị không biết mặt mẹ. Không. Chưa biết mẹ đang đi đâu luôn. Không. Vậy là cháu ngoại chị hiện nay đang ở với chị nhưng mà có biết là chị là mẹ hay là bà không? Nó biết là bà nhưng mà nó nhớ mẹ toàn gọi bằng mẹ không. À, nó gọi chị bằng mẹ. Chứ nó vẫn phân biệt được. Đúng rồi. Nhưng mà gọi quen rồi. Nay nó kêu là mẹ đi, bà đi tìm mẹ đi cho con. À, bà đi tìm mẹ về cho con. Chị cho em hỏi là chị được mấy người con? Mình được 2 cháu. Dạ, bé này là thứ mấy? Cháu út ạ. À, tội vậy hả? Rồi con gái chị trước đây đi làm về hàng ngày là có về nhà đều đều không chị? Không, cháu mình ở bên Trân Thành, còn cháu ở bên Đồng Xoài, cháu làm phòng khám là cháu làm tăng ca suốt nên cháu cũng ở bên đó. Lâu lâu thì tuần hay nửa tháng cháu về thôi. Vậy chắc ở phòng ở trọ phòng khác đúng không? Đúng rồi, ở trọ. Còn con là giao cho chị nuôi. Đúng rồi. Dạ. Tính tình con chị trước đây làm sao chị? Nói chung nó thì hơi chảnh chảnh một tí thôi, chứ còn nó cầu tiến nó chịu làm lắm. Có nghĩa là tính nhiều khi cũng chảnh chảnh khó chịu ha. Đúng rồi. Kiểu như nhà có mình nó con gái chiều nó thì nó hơi chảnh chảnh vậy thôi, chứ còn thực tế cháu rất là thương với con. Chị cho em biết này, con chị cái thời điểm bây giờ có quen biết yêu được ai không? Có, nó có yêu một người chung phòng khám. Rồi thằng đấy nó làm y sĩ. Rồi hai đứa nó cũng ở chung với nhau. Rồi nay hiện tại cháu đấy nó học bên nha khoa. Hai đứa dự định ra mở một phòng khám riêng. Nhưng rồi không biết là do trục trặc cái gì đó rồi hai đứa nó dừng lại. Còn đến giờ phút này con chị đi đâu không biết? Không, còn chị có đây... tìm hiểu cái người đàn ông mà cái người mà bạn trai quen với con gái chị không? Có, cháu vẫn đi về suốt. Nhưng mà cháu chỉ nói là từ tháng 12 giờ cháu không liên lạc được nữa. Còn không biết đi đâu luôn? Không. Chỉ nói về Sài Gòn thôi chứ không nói làm ở Sài Gòn chứ không biết đi đâu. Gia đình chị đã tìm kiếm mà đã trình báo cơ quan công an là con gái mất tích chưa? Chưa, tại vì từ xưa giờ cứ nghĩ là nó ở với người bạn trai đó. Rồi sợ là trả con cho nó rồi nó không về thôi. Tại vì thằng đấy nó vẫn đi qua đi lại hàng ngày nên là mình không tin là nó đi mất tích. Nên tại vì mấy ngày nay có linh tính cảm thấy có gì đó sợ sợ.
rồi mới hỏi kỹ lại, nó kêu là từ tháng 12 giờ con không liên lạc được, cũng sợ có gì đó xảy ra với cháu. Nên là hôm qua quyết định gọi cho anh Hải để nhờ. Vậy là đến giờ phút này chị mới có linh tính là không lành đến với con chị. Còn trước đây chị cứ nghĩ rằng con chị vì lý do nào đó không muốn về cho nên sợ. Chị sợ là cháu đòi trả con cho cháu sợ cháu không về thôi. Là sợ không có người nuôi đúng không? Đúng rồi. Nó muốn gửi cho mẹ an toàn hơn nên là chị nghĩ vậy nên mình cũng chẳng quan tâm. Tại mình cứ lo nuôi cháu nên mình chẳng quan tâm, nhưng hôm nay mình cảm thấy linh tính có gì đó không lành nên mình cũng sợ. Thấy cháu cắt liên lạc hết tất cả bạn bè, tất cả các sim, tất cả mọi người thân luôn. Hoàn toàn là các số trước đây không gọi được. Không, thế Zalo Facebook cũng không gọi được. Bỏ hết rồi, còn bây giờ thông tin bằng cái gì thì không biết đúng không? Không. Mà hiện nay ở đâu cũng không ai biết luôn. Chỉ nghe mong manh là người bạn cũ của cháu nói là ở Sài Gòn thôi. Tính tình con chị thích cái gì? Nói chung là thích mua sắm. Thích mua sắm. Vậy là con chị từ khi ly hôn chồng đến giờ phút này là quen với mấy người chị biết không? Quen có một người bạn đó thôi, làm cùng phòng khám. Chị phải tìm ra manh mối thì mới biết là cái hướng giải quyết. Thì đó là cái ở với hai người ở phòng khám là cả một năm rồi. Thì nó vẫn về đi về cái bằng mẹ, nó vẫn bây giờ nó vẫn qua lại, nó vẫn trông sóc. Tội ha. Câu chuyện này phải nói là thấy nó rất có gì đó rất lạ. Chị có nghi ngờ điểm xấu đến với con chị không? Mình chỉ nghe lại là người bạn trai của con gái nói là hay giao du với những chị ở bên ngoài. Chị ở bên ngoài. Giao du những chị bên ngoài. Đúng rồi. Chị bên ngoài là những cái chị đó làm công việc gì chị? Đúng là nó không biết. Nghĩa là con này nó giao du không biết là người đó làm ăn cái gì thì hay giao du, thì nó chỉ nói là con gom được mấy trăm rồi để con hùng với các chị con mua đất. Nhưng mà khi nó làm thì nó không có nói gì với mình hết, không biết nó có hùng hạp hay không thì không biết. Nhưng mà chỉ nói là con làm con cố gắng con gom con hùng hạp và một ít thì con mua đất cho các chị ấy. Nhưng bây giờ ấy, em nói thẳng chị là con chị là lúc đi là mang theo những cái gì đi chị? Đi ấy thì nó chỉ có chiếc xe Vision đứng tên mình thôi. Còn biển số mấy thì... chị? Biển số mình không nhớ, mình đang xe nhờ, màu gì? Nhờ công an xe màu đỏ. Mình đang nhờ công an tra lại biển số xe. Còn tiền thì cháu bảo cháu gom được mấy trăm thôi. Mấy trăm cụ thể là mấy trăm chị? Thì ý là nó gom trong tài khoản nó, mình cũng không biết. Khoảng thì, theo chị ước tính là khoảng mấy trăm triệu, bao nhiêu năm? 200 đổ lại. Bao nhiêu? Khoảng 200 triệu. 200 triệu lột lại. Vậy là nếu theo thông tin mà chị chia sẻ là em đang nghi rằng con chị có thể chơi một số người ở bên ngoài đi uống cà phê, là có thể là bởi vì hiện nay là tất cả các tỉnh thành, các quán cà phê lớn nha, là dính một số đường dây đa cấp đang nằm trong quán cà phê. Nhiều khi người ta uống cà phê bình thường không biết, nhưng đôi khi người ta thấy con chị thường đi uống cà phê một mình, là một số đối tượng sẽ cập nhật và tiếp cận, dụ dỗ con chị để con chị dính vào một số đường dây đa cấp. Cháu thì hay có một cái ý nghĩ riêng là cứ buồn là cháu hay ngồi một mình. Đó. Hay đi những chỗ vắng ngồi một mình. Nên là rất là sợ, từ hôm qua có cảm nhận này là rất là sợ cháu bị cái gì đó không an toàn. Nên là vào đây nhờ các hiệp sĩ tìm dùm cho cháu xem nếu như mà cháu có khúc mắc cái gì thì cũng về với gia đình. Con này còn nhỏ rất là mong mẹ. Rất tội nghiệp. Lúc trước chỉ nghĩ là cháu lông nổi, cháu sợ trả con, là cháu không coi được, là cháu giận thôi, cháu trốn mẹ thôi. Nhưng mà gần đây là cảm thấy linh cảm của người mẹ không thèm, bất an. Vì vậy chị mới bỏ công bỏ việc quyết định đi tìm. Đúng. Em thì em không có hướng nhìn, không có hướng, không có nghĩ về là con chị yêu ai đó mà bỏ con thế này đâu. Không, cháu rất là nghị lực mà cháu rất là thương con. Chứ 18 tháng vừa qua mà không liên hệ với cho gia đình là một điều rất khó hiểu. Đặc biệt là người ta nói bỏ gì bỏ chứ mẹ không bỏ được, con không bỏ được. Mà trong khi đó mẹ với con không liên lạc được 18 tháng này. Chỉ sợ cháu gặp sự cố gì không may thôi. Rất tội. Nói chung không ai mong muốn cái điều tồi tệ xảy ra, đúng không? Nhưng mà hy vọng là con gái chị đang ở đâu đó an toàn. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể là con gái chị không dám gọi hoặc không dám liên hệ cho gia đình. Thì lúc đầu mình chỉ nghĩ là cho cháu làm ăn thua lỗ lông nổi, tại vì cháu đã từng làm chủ của hai salon tóc Bắc Tiền Tiến rồi. Cháu đã từng làm ở phòng khám đa khoa Thủ Dầu Một rồi, nói chung cháu làm cái gì cũng rất là cầu tiến. Cháu rất có nghị lực, mình chỉ sợ là cháu sợ trả con rồi cháu trốn mẹ thôi. Thì mình cũng rất là yên tâm, mình lo cho cháu. Nhưng mà đến giờ này mình cảm thấy hoang mang, lỡ như mẹ có chuyện gì để con nó không biết như thế nào. Nên là nhờ các hiệp sĩ tìm giúp cháu, dù có một cái giá nào thì cháu cũng cố gắng liên lạc với gia đình để về với con, cho tội nghiệp con. Rồi bây giờ em mời chị, hiện nay là cái cuộc trò chuyện mình cũng trên dưới 10 phút rồi. Chị chia sẻ này hoàn toàn là cũng rất rõ ràng, là bây giờ chị có thể chị nhắc lại là họ tên con chị là gì? Tên của cháu là Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh năm 1996. Nguyên quán ở đâu? Thái Bình. Trước cái thời điểm mất tích là ở đâu chị?
Cháu ở Đồng Xoài. Đồng Xoài, Bình Phước. Đúng rồi, cháu làm phòng khám đa khoa Tâm Đức ở Đồng Xoài. Dạ. Yeah. Rồi, chị hãy chia sẻ thẳng thắn trên video này, hy vọng con gái chị xem được, con gái chị suy nghĩ lại, con gái chị tìm cách liên hệ anh em về phía Bình Dương hoặc liên hệ cho gia đình để con chị quay trở về. Và mời chị lên tiếng. Dạ, rồi cảm ơn tất cả các hiệp sĩ, cảm ơn anh Thanh Hải. Mong là làm sao tìm sớm được cho cháu. Cảm ơn. Dạ, chị có nói điều gì cho con chị xem được không? Mẹ mong con về với cháu đi, con nhớ con lắm. Một em gái tuổi rất nhỏ đúng không? Hiện nay thì cũng năng lực rất tốt mà không hiểu lý do nào đó mất tích 18 tháng vừa qua. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái là đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Tử Dương theo số điện thoại 0913 785858. Hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Quân Tử Dương ghi hình, chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để tìm con không? Có. Đồng ý ha. Dạ. Thông tin chị chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không chị? Đúng ạ. Rồi, em cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nhé. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, ở đây là câu chuyện phải nói là cũng vô cùng phức tạp. Bởi vì có thể là em gái này vì lý do nào đó hoặc có thể là không may có gặp vấn đề gì đến em gái này. Không có lý do là một em gái này hiện nay cũng rất năng lực và rất chịu thương chịu khó mà lại bỏ con 18 tháng vừa qua không liên hệ cho gia đình là điều thực sự hết sức bí ẩn. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin em gái ở đâu thì giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để các anh em sớm có hướng để giải quyết. Dạ, cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.